Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên mình bây giờ đang là hộp của mẫu máy tính bảng Galaxy Tab S7 FE. Lần trước thì mình đã mở hộp cho các bạn cái mẫu Galaxy Tab S7 Plus rồi. Thế tuy nhiên có nhiều bạn phản hồi lại với mình đó là cái Galaxy Tab S7 Plus đó cái giá nó cao quá, các bạn không thể cố lên được. Còn nếu các bạn muốn mua một cái mẫu máy tính bảng Android nào mà giá nó tiết kiệm được hơn, đấy thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái sản phẩm Galaxy Tab S7 FE này. Tất nhiên mình cũng chia sẻ với các bạn rồi, đấy là sản phẩm nào thì nó cũng sẽ có nhược điểm hết. Và ngày hôm nay mình sẽ chỉ ra tất cả những cái ưu nhược điểm của cái sản phẩm này sau một khoảng thời gian rất là ngắn mà mình vừa mới được trải nghiệm thôi. Đấy, rồi. Đầu tiên là cái hộp của nó đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái dòng chữ Galaxy Tab S7 FE đây và hình của sản phẩm ở đây. Đấy, có luôn cái bút đây nhá, các bạn nhìn nhá. Cái phiên bản mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64, và nó sẽ có thêm một phiên bản nữa là phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam hình như mình nhớ không lầm là chỉ bán phiên bản 64 này thì phải. Đó, rồi. Đây mình mở hộp ra cho các bạn xem luôn đây, chúng ta sẽ có một cái mẫu máy tính bảng rất là mỏng như này. Và mình nói luôn đấy là mẫu máy tính bảng của Samsung thì chúng ta có thể nghe gọi được nhá, chứ không giống như iPad, iPad chúng ta sẽ không thể nghe gọi được. Kim loại này. Đấy, và rất là mỏng luôn. Độ mỏng như là rơi vào khoảng 6,3mm thì phải. Ok, bên trong này chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Nhưng mà đây chỉ là củ sạc 15W mà thôi. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Rất là đáng tiếc, mặc dù cái mẫu máy tính bảng này hỗ trợ sạc nhanh nhiều hơn, nhưng mà cái sạc đi kèm nó chỉ là sạc 15W mà thôi. 15W mà sạc cho viên pin 10.000 mAh là mình thấy là hơi căng đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào, bên trong này chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Chúng ta sẽ có luôn một cây bút có sẵn này. Đấy, mình thích nhất là có luôn cây bút có sẵn này, rất là tiện luôn. Đó, và bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ nữa để mà chứa que chọc SIM với cả sách hướng dẫn sử dụng. Đó. Rồi, phụ kiện chỉ có từng đấy thôi, mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về cái mẫu máy tính bảng này nhá. Quay trở lại với Samsung Galaxy Tab S7 FE thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái mẫu máy tính bảng này trên tay đó là nó rất là mỏng luôn. Cái độ mỏng của nó chỉ rơi vào khoảng 6,3mm mà thôi. Như thế này là cực kỳ mỏng rồi đấy. Tất nhiên nếu mà so với cả Galaxy Tab S7 Plus thì nó vẫn dày hơn một chút, nhưng mà cái này các bạn cũng sẽ rất là khó có thể cảm nhận ra được. Và cái khối lượng của nó thì mình thấy là nó không phải là quá nhẹ đâu nhé các bạn nhé. Khối lượng nó rơi khoảng hơn 6 lạng cơ. Bởi vì đây là một mẫu máy tính bảng có màn hình rất lớn, lên tới là 12,4 inch. Đó, rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về chất liệu nào. Chất liệu thì quá ổn luôn. Mặt lưng ở phía sau thì là mặt lưng bằng kim loại rồi. Đấy. À, nhưng mà ở đây thì mình đã thấy là có một số những vết. À không, không phải đâu. Đây là vân tay. Đấy, lúc đầu mình tưởng là cái vết xước. Đấy, nhưng không phải. Mình lau rồi. Kim loại này thì tất nhiên nếu mà so với cả nhựa hay so với cả kính thì nó cũng sẽ đỡ xước hơn. Nhưng mà cái mặt lưng kim loại nhám này thì nó vẫn để lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay ở phía sau này. Đấy nên là trong cái quá trình sử dụng ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ tương đối là bẩn đấy. Và cái cách thiết kế của cái mẫu máy tính bảng này thì nó khá là giống với cả cái mẫu Galaxy Tab S7 Plus. Nhìn trông nó cũng rất là sang thôi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và với việc thiết kế kim loại như này thì cái mẫu máy tính bảng này nó sẽ có thêm một số những cái giải nhựa ở phía sau này để giúp máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Và tất nhiên mẫu máy tính bảng này nó có thể nghe gọi được rồi. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Cái cụm camera phía sau này thì chúng ta sẽ chỉ có một camera duy nhất thôi nhé các bạn nhé, chứ không có hai camera đâu. Và nó sẽ có camera chính là 8 megapixel. Tất nhiên đối với máy tính bảng thì mình thấy là cũng rất ít khi chúng ta sử dụng đến camera làm cái nhiệm vụ chụp ảnh là chính. Thi thoảng thôi, ví dụ như là chúng ta có chụp ảnh bài giảng của thầy cô này, hay là chúng ta có thể chụp ảnh tài liệu của thứ thôi. Chứ còn bảo là bây giờ mà sử dụng cái camera này mà chụp ảnh chân dung hay chụp ảnh cái gì cho nó đẹp thì là không. Đấy. Và phía dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái mic phụ nữa. Nhưng mà cái cách thiết kế của Samsung cho cái phần cụm camera này khiến cho chúng ta tưởng tượng là đây là camera kép, nhưng không phải đâu nhé. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cả âm thanh Soundbite AKG ở đây này. Đấy, và cái dòng chữ Samsung được in chìm xuống như thế này. Thế còn ở phía các cạnh máy thì sao? Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó, để như thế này sẽ là chuẩn này. Đấy, để chúng ta biết là cạnh trái, cạnh phải. Đấy, không nhiều khi chúng ta không biết là cạnh nào, được chưa? Rồi, ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có các cái phần để chúng ta có thể kết nối với cả bàn phím, các thứ. Đây, thì toàn bộ nằm bên cạnh trái này. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn. Và chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng ở đây. Và cái mẫu máy tính bảng này, đấy các bạn thấy không? Nó có nhận diện khuôn mặt 2D nhá. Tất nhiên nếu mà bạn để dọc như này mà cái phần tay này nó hơi che đi cái phần camera ở bên này thôi thì nó sẽ rất là khó nhận diện. Đây các bạn nhìn này, đấy mình chỉ hơi che thôi, nó rất là khó nhận diện. Đấy, thì mở khóa khuôn mặt nó lại phải để như này thì nó sẽ nhận diện, nó mở dễ hơn. Các bạn thấy không? Đấy thì mình thấy là cái điểm này cũng là điểm hơi bất tiện. Hoặc là nếu mà các bạn muốn mở khóa thì các bạn phải để sang bên này để các bạn mở khóa. Đấy thì camera nó nhìn thẳng vào mặt của chúng ta luôn. Tùy theo là cái mặt của chúng ta ở đâu. Được chưa? Rồi, ở phía các cạnh thì nữa thì sao? Phía cạnh dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C.
Đấy, sẽ có thêm những cái đường nhựa ở đây nữa này để giúp máy phát sóng tốt hơn này. Đấy, rồi chúng ta sẽ có loa nhé, loa stereo, một ở cái phía dưới này và một cái phía trên này nữa. Mic thì đặt ở tương đối nhiều nơi đấy, mic ở phía bên cạnh trên này cũng có này, phía bên cạnh hông này cũng sẽ có luôn này. Đấy, quay dọc sim thì khay sim chúng ta sẽ để ở đây nhá. Đó, rồi là mic cũng sẽ để ở chỗ cụm camera nữa này, cũng tương đối là nhiều mic đấy. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ mở khóa màn hình lên để nói cho các bạn xem là bên trong màn hình này nó sẽ có những gì nào. Đấy, các bạn thấy không? Chính vì việc cái để dọc như này thì mở khóa nó cứ bị vướng, cái phần camera nó bị vướng này, nó rất là khó chịu đối với mình. Ok, sau khi mở khóa màn hình ra xong thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần viền trên, viền hai bên cũng như phần viền dưới này làm rất là đồng đều với nhau. Và so với cả một cái mẫu máy tính bảng thì mình thấy là làm như này ở mức độ hợp lý, nó không quá dày cũng như là không quá mỏng. Tất nhiên nếu mà bây giờ mà so với điện thoại thì nó dày quá, đúng không nào? Nhưng mà đây chúng ta đang xét ở trên tham chiếu là một cái máy tính bảng thì như thế này đã là ổn rồi. Về cơ bản ấy thì cái màn hình của mẫu máy tính bảng này nó rất là lớn để giúp bạn có thể giải trí được cực kỳ tốt. Màn hình lên tới là 12,4 inch và độ phân giải cũng rất cao luôn nhé, độ phân giải là 2K. Đấy, chính xác ra nó sẽ là 2560 nhân với 1600 pixel. Tỷ lệ màn hình là 16 chia cho 10, mật độ đường ảnh rơi vào khoảng 243 ppi đối với cả máy tính bảng là đủ nét rồi. Bởi vì là với máy tính bảng thì chúng ta sẽ nhìn xa hơn so với việc là nhìn ở trên điện thoại. Đối với điện thoại thì chúng ta sẽ nhìn gần hơn. Tuy nhiên có một vấn đề đối với cả cái màn hình này, đó là cái tấm nền của nó lại không phải là tấm nền AMOLED, và thậm chí là tấm nền nó chỉ là tấm nền TFT mà thôi. Với tấm nền TFT này thì mình thấy là khi mà chúng ta chỉ cần hơi nghiêng một chút như này thôi này, đấy, thì là cái màu sắc của nó đã bị cháy rồi. Đấy, hay là nó bị sai màu rồi, các bạn nhìn thấy không? Và cái độ sáng của nó thì cũng sẽ không cao. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần độ sáng này là mình đã để lên mức độ tối đa rồi đấy. Đó. Còn tất nhiên, nếu mà chúng ta nhìn gần thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên cái màn hình này rồi. Thế tuy nhiên là nhìn một cách thông thường thì chúng ta thấy là màn hình này vẫn ổn. Chỉ mỗi tội là cái tấm nền là TFT mà thôi. Và chính vì việc cái sản phẩm này không có tấm nền AMOLED nên thành ra nó cũng sẽ không có vân tay bên trong màn hình. Và nó sẽ chỉ có cái nhận diện khuôn mặt này thôi này. Đấy. Còn lại thì các bạn sẽ sử dụng code để mở khóa. Về hiệu năng thì mẫu máy tính bảng chúng ta sẽ chạy con chip Snapdragon 750 5G. Con chip này thì được sản xuất ở trên tiến trình 8 nanomet. GPU đi kèm sẽ là Adreno 619, RAM ROM sẽ lần lượt là 464 hoặc là 6128. Tuy nhiên là phiên bản mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 4 bộ trong 64. Camera selfie của nó thì cũng chỉ là 5 chấm thôi nhé các bạn nhé. Đủ để cho các bạn có thể gọi điện video call hoặc là chụp ảnh selfie ở điều kiện đủ sáng, ví dụ như là ra ngoài trời chẳng hạn. Chứ còn mình nói luôn đấy là nếu mà thiếu sáng hay là chụp ảnh trong nhà thì camera của nó không tốt lắm đâu. Còn pin ý, thì sẽ là 10.000 mAh giống như ở đầu video mình đã nói đấy. Tuy nhiên rất đáng tiếc là cái sạc hỗ trợ đi kèm thì nó lại chỉ là sạc 15W mà thôi. Cái này thì mình đảm bảo các bạn là sạc mấy tiếng mới sẽ đầy pin luôn. Ít cũng phải 3-4 tiếng mới đầy pin. Còn bây giờ thì mình sẽ show qua một chút về cái phần thông tin. Đây, phần mềm hiện tại là bây giờ là nó đang có một cái phiên bản phần mềm có sẵn đây này. Đấy, chúng ta sẽ chuẩn bị cập nhật nhưng mà mình chưa cập nhật để mà làm review xong cái đã. Còn hiện tại thì cái mẫu máy tính bảng này nó đang chạy phiên bản One UI 3.1 và Android 11 nhé các bạn nhé. Đó, phần mềm thì cũng rất là mới thôi. Để mình xem là ở đây có công nghệ âm thanh Dolby Atmos được này luôn này, các bạn nhìn thấy không? Và tất nhiên với loa stereo thì nó có thể bật được công nghệ âm thanh Dolby Atmos này, được bật lên luôn chứ không cần phải qua tai nghe nữa. Đây, còn đây là cái giao diện camera đây thì mình thấy là cái giao diện camera của nó thì cũng khá là nghèo nàn thôi. Đây, đây là cái camera trước đây. Đúng thật chỉ để gọi điện video call cái thứ thôi. Đó. Đây, còn đây là camera sau đây. Camera sau. Ui. Trông cũng được ấy nhỉ. Nói chung là nếu mà muốn chụp ảnh thì rõ nét thì cũng được, nhưng mà bảo là chụp ảnh đẹp thì là không đâu nhé các bạn nhé. Ngoài ra về một số các yếu tố khác nữa thì cái mẫu máy tính bảng này nó cũng sẽ có Bluetooth 5.0 này, có kết nối Samsung DeX các thứ nữa. Đấy, tuy nhiên là về tổng quan ấy thì mình thấy là với mức giá niêm yết của hãng bây giờ đang là khoảng gần 13 triệu thì mình thấy là mức giá đó hơi cao, thực sự là như vậy. Đấy, tuy nhiên khi bạn mua hàng tại Cellnet thì bạn sẽ nhận được rất nhiều quà, hoặc nếu không lấy quà thì nếu mình nhớ không lầm giá cuối nó chỉ tầm khoảng hơn 12 triệu mà thôi. Thế thì hơn 12 triệu bây giờ chúng ta lại rơi vào cái trạng thái phân vân, đấy là liệu có nên cố lên hẳn Galaxy Tab S7 Plus hay không? Để chúng ta có những gì? Chúng ta sẽ có con chip 865 này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái màn hình AMOLED này, chúng ta sẽ có bộ loa nó hay hơn này, tần số quét màn hình thì nó cũng sẽ được cao hơn cái thứ này. Đấy, thì với những cái cố đó thì mình thấy là nó hoàn toàn xứng đáng để chúng ta lên Tab S7 Plus. Chứ còn Galaxy Tab S7 FE thì mình thấy là cũng bình thường thôi, chứ nó cũng không có điểm gì gọi là quá hấp dẫn bản thân mình cả. Đấy, thế còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái mẫu máy tính bảng này?
thì có thể lại comment cho mình biết nhé. Còn tất nhiên cũng nhiều bạn thì các bạn cũng muốn so sánh với cả iPad, iPad ấy, thì hôm sau mình sẽ so sánh với cả cái mẫu iPad với cả cái chậu này. Để tuy nhiên iPad thì không nghe gọi được nhé, con này có nghe gọi đấy. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Con này nó giống hiểu lấy con Tab S7 Plus thu gọn ấy.